ngày đêm con người phấn đấu để thoát khỏi những tình thế bất hạnh này theo đường lối trần tục, thì con người lại từ mình càng muốn mắc vào nhiều khó khăn khác. Khi ta tìm cách thoát khỏi một khó khăn hữu ý hay vô tình, con người cũng tự mình tạo ra những khó khăn nhất. Chẳng biết những khó khăn ấy ở đâu, muốn tồn tại chúng ta phải chấp nhận những khó khăn và khổ đau như vậy. Không phân biệt vì không có sự lựa chọn nào, khổ đau lúc nào cũng ở đấy, không có cách nào có thể tránh được khổ đau và bất hạnh. Khổ đau theo Đức Phật là một căn bệnh chỉ có thể hoàn toàn khỏi được khi ta đối diện với chính khổ đau đó. Lão Tử, một đạo sư nổi tiếng Trung Hoa, nói: ta đau khổ vì ta có thân xác, nếu ta không có thân thể chất này làm sao ta có thể đau khổ được. Khi bạn nhìn con người đau khổ như thế nào trên thế giới này, bạn có thể nhìn thấy tình trạng thực sự của đời sống trần thế. Tại sao ta phải chịu đau khổ như vậy? Ai là người chịu trách nhiệm về những khổ đau ấy? Theo Đức Phật, mỗi con người chúng ta chịu trách nhiệm về khổ đau của chính mình. Con người đau khổ ngày nay vì quá tham sống, đó chính là nguyên nhân của khổ đau. Phải mất 2500 năm các triết gia và các nhà tâm lý học mới hiểu được điều Đức Phật nói là đúng. Một thiên nhân nói rằng: con thiêu thân bay vào lửa, không biết mình sẽ chết. Con cá nhỏ cắn lưỡi câu, không biết mình bị nguy hiểm. Nhưng dù biết rõ nguy hiểm của những lạc thú tội lỗi trần tục, ta vẫn bám chặt vào chúng, quả thật ta thường dạng đến chừng nào. Phật giáo nhấn mạnh đời người rất ngắn ngủi và ta nên lưu tâm tích cực học tập và lưu ý để được giải thoát. Chúng ta là cực độc, cực nhọc đầu tắt mặt tối để duy trì thân xác, nhưng có ngờ đâu thân này lại là bất tịnh, một đẩy hôi thối ô nhiễm. Vì không nhận ra được cái bản chất đích thực của thân bất tịnh, chúng ta phạm tội không kể xiết để thỏa mãn nhu cầu và tham ái của các thân. Chúng ta muốn nổi tiếng và danh vang để thỏa mãn lòng vị kỷ cố hữu của chúng ta. Chúng ta làm 1001 những sự việc để nâng cao cái gọi là uy tín và rồi thì chết đi. Với cái mục rửa của thân xác trong mồ hay xác thiêu chúng ta ra đi, xác thân không còn nữa. Còn thể vũ trụ là một chiến trường rộng lớn, cuộc sống chẳng là gì cả mà là một cuộc đấu tranh muối. Nguyên tố chống nguyên tố, năng lượng chống năng lượng, nam giới chống nam giới, nữ giới chống nữ giới, người chống thú vật chống người chống thiên nhiên chống người, và chính trong phạm vi hệ thống vật chất là một chiến trường to lớn. Chính tâm con người là một chiến trường lớn nhất. Con người không thanh thản với chính mình, không thể